Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì hôm nay theo mấy cái lời bình luận của các bạn là muốn mình hướng dẫn cái cách mà lên cái khung trang trí mà hình vuông thoi nha các bạn. Khung cách chi làm sao mà theo cỡ, cách chi sao mà cho nó theo cái cỡ nha các bạn nha. Thì cái video trước mình đã có làm cái video là cách làm cái khung trang trí hình thoi vuông này rồi, nhưng mà các bạn xem xong các bạn hỏi mình là cái cách chi làm sao mà để mà cho nó ra tới cái góc này nè đó. Thì chi làm sao khi mà cắt xong thì nó sẽ mấy cái cây xéo xéo này nó sẽ nằm ngay cái góc này đó, rồi chi cái cách chi như thế nào thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó, để các bạn đó biết các bạn đó làm nha. Còn các bạn nào đã là thợ thì thông cảm cho mình xem cho vui hoặc là lướt qua nha các bạn nha. Thì trước tiên á là mình sẽ ví dụ là cái chiều ngang, chiều cao này là cao 1 mét đi, chiều cao 1 mét nha, mình ghi 1 mét nè đó cho các bạn dễ hiểu nha. Còn cái chiều ngang là 2 mét nè đó. Thì cái hình thức chi á là cái chiều mình sẽ lấy cái chiều cao này là để mình chia cái này ra làm hai nè. Ví dụ là cái này 2 mét, cái chiều tổng chiều dài cái này là 2 mét thủ bì, thì các bạn chia ra cho mình là làm hai. Ví dụ như cái 2 mét thì chia làm hai thì là 1 mét bên 1 mét đó, hai bên cộng lại là nó thành 2 mét. Còn chiều cao cái này ví dụ như là 1 mét đó, thì các bạn cũng cái chiều cao này là 1 mét nè, thì các bạn lấy cái 1 mét này các bạn chia ra làm hai đó, mình nói ví dụ nha đó, chia ra làm hai nữa nè, là bên đây 1 mét là 50. Thì tại cái này là nó cao 1 mét nè, thì nó chia ra là ở dưới 50, ở trên 50 nè, thì mình cũng lấy ra là 1 mét là mình chia ra làm hai luôn đó. Rồi ví dụ như mà cái khung này không phải là 1 mét 2 mét, mà nó có thể là mình nói ví dụ là 2 mét rưỡi hay 3 mét đây, chiều dài đây, thì các bạn cũng chia tim cái này ra làm gì, làm các bạn cũng phải chia tim ra trước, xong rồi các bạn lấy cái chiều cao đây nè, chiều cao đây nè, ví dụ như nó không phải là 1 mét mà nó là 1 mét rưỡi đi, đúng không? 1 mét rưỡi thì các bạn cứ lấy 1 mét rưỡi các bạn chia ra cho 2 mét rưỡi, chia cho 2 thì nó ra 75, thì các bạn cứ lấy tim này qua đây là 75 nha. Còn cái bên này nó bao nhiêu kệ nó, quan trọng là cái chiều, lấy cái chiều ngang nè, là trước tiên là chiều ngang chia 2, xong rồi lấy cái chiều cao đây cũng chia 2 luôn. Ví dụ như cái chiều cao này là 1 mét thì các bạn chia ra làm 2 thì có nghĩa là một bên 50 50 nè, thì các bạn lấy từ cái tim này qua cho mình 50 nha, đó lấy 50, xong rồi các bạn ở trên đây cũng vậy, các bạn lấy 2 mét chia ra làm 2 đó, là một bên 1 mét 1 mét, xong các bạn cái đây 50 thì các bạn cũng lấy từ tim này qua đây lại 50, các bạn lấy ngược qua nha, chứ các bạn không lấy qua một chiều nha. Ví dụ ở dưới đây các bạn lấy qua đây 50 thì ở trên đây các bạn lấy qua lại bên đây 50, xong đó các bạn sẽ đo mực từ bên đây xuống dưới đây. Bây giờ mình quẻ cho các bạn xem nè, tại mình không có quẻ trước mà mình làm tới đâu mình diễn giải tới đó cho các bạn dễ hiểu đó. Thì cái này là 1 mét thì chia 2 là 50 nè, thì các bạn lấy tim bên đây qua 50 nè đó, ở dưới mình cũng lấy xéo qua 50, xong mấy bạn đo thước từ đây xuống đây, đo thước để mà mình cắt sắt á. Đó. Thì các bạn sau khi các bạn lấy được cái điểm này qua cái điểm này, rồi các bạn lấy thước các bạn đo đầu này qua đầu này bao nhiêu để các bạn ra sắt, rồi các bạn cắt xéo đầu. Thì cắt xéo đầu thì ở trên á là các bạn cắt xéo về bên đây. Còn bên này á là các bạn cắt xéo về bên đây. Đó. Đó, đó cắt xéo vậy là xong, đưa vô rồi hàng rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chi như thế nào để mà cho ra từ cái tim này mình hàng ra nó sẽ đều nó sẽ đều tới cái góc này, nó sẽ đều cỡ nha. Thì mình nói lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu nè, đó là trước khi ví dụ như cái khung các bạn muốn làm là chiều ngang là 2 mét, chiều cao lên 1 mét, ủ bị chiều cao này các bạn cứ chi tim ra làm hai đó, rồi cái chiều ngang này cũng chi tim ra làm hai, sau đó mình sẽ lấy cái một trong hai khoảng cách này á, ví dụ như là 1 mét, mình nói ví dụ ở đây là 1 mét, các bạn đi đo chiều cao là 1 mét nè, thì các bạn lấy 1 mét này chia hai ra là 50 nè, ở trên 50 nè, ở dưới 50 nè đó. Thì các bạn lấy cái này là 2 mét thì các bạn chia ra bên 1 mét nè
thì cộng lại là sẽ là 2 mét chiều dài này. Rồi các bạn lấy tim, là tim của mình là bên mét mét nè, ở trên các bạn cũng lấy bên mét mét nè, lấy tim nè. Rồi sau khi lấy tim xong á, thì các bạn chia cái khoảng này ra, ví dụ chiều cao của nó là bao nhiêu thì các bạn chia 2 ra. Ở đây ví dụ mình nói là 1 mét thì chia ra là 50, thì các bạn lấy từ cái điểm này qua đây 50. Đó, lấy từ điểm này qua điểm này là 50. Xong ở trên này á, cái tim này các bạn cũng lấy qua 50. 50 bên này. Bên này 50 bên này. Để đo xíu. Đó, sau khi các bạn lấy được cái điểm này qua đây rồi, cái điểm này qua đây rồi, thì các bạn lấy cái thước á, các bạn đo. Đo từ cái điểm 50 này á, đo lên tới điểm 50 này. Đó. Rồi, các bạn đo đo bao nhiêu thì để các bạn cắt sắt nè. Thì sau khi các bạn cắt sắt ra rồi thì các bạn cắt xéo đầu bên này qua bên này. Cái đầu bên này qua bên này. Cắt xéo ngược lại. Chứ đừng có cái xéo một rồi một bên luôn nha. Rồi sau khi cắt xéo xong được một cây rồi á, thì các bạn cắt ra, cắt thêm một cây nữa. Đó, cắt thêm một cây nữa. Rồi các bạn làm cỡ để các bạn cắt hàng loạt của mấy cái khung của mấy cái cây đây nè. Thì sau khi các bạn cắt hai cây rồi, cắt hai cây để làm gì? Để các bạn hàng từ cái tim này lên tới cái đỉnh này. Sau đó là từ cái tim này các bạn hàng về lại cái đỉnh bên phía bên này. Đó. Sau khi hàng cái đầu và cái đuôi thì trong cái khoảng cách này ví dụ các bạn muốn chia bao nhiêu. Đó, để mà nó ra, để mà nó ra cái cỡ để các bạn thả. Đó, các bạn hàng cái đầu nè, hàng cái đuôi nè. Xong rồi ví dụ trong đây các bạn, ví dụ các bạn muốn thả cái khoảng cách này 10 phân hay 15 phân hay 20 phân hay 30 phân hay 7 phân 8 phân gì đó tùy các bạn. Là cái hình thức chia là nó như vậy, là các bạn ví dụ như cái cây sắt này, mình nói ví dụ cây sắt này là các bạn thả có thể là cây vuông 14 hay là cây 13-16 hay là cây hợp 24 hay là 25-50 hay là 36. Thì ở đây mình nói ví dụ cho các bạn dễ hiểu nè, là các bạn thả cái cây này ví dụ là hợp 24 đi. Thường thường là thả cây 13-16 dưới lại cái hộp 24 không à. Không ai mà thả bự nữa, thả bự thì nó xấu, nó không có thanh. Thường thường là mình thả 13-16 hoặc là hộp 24 hay là vuông 14 thôi. Nó nhỏ, nó thanh, nó đẹp. Đó thì ví dụ cái khoảng cách này mình nói ví dụ các bạn muốn thả 10 phân đi. Để cho nó dễ chỉ nha. Đó, thì các bạn lấy từ đỉnh này qua cái điểm này là bao nhiêu, lọt lòng bao nhiêu. Ví dụ là mình nói ví dụ lọt lòng là 1 mét đi. À, mà cái bảng thả cây này là cây hợp 24 thì cái nghĩa là cái bảng 24 này, cái bảng sẽ các bạn nhìn vô sẽ là cái bảng 2, sẽ nhìn vô sẽ thấy cái hộp 4 phân, còn cái mặt 2 phân là các bạn quay bên ngang rồi. Cái mặt mình nhìn vô là sẽ là thấy cái hộp 4 phân. Thì 4 phân đó các bạn ví dụ thả, muốn thả trong cái khoảng này, ví dụ như là mình nói thả 1 2 3 4 5 6 7 đi. Mình muốn thả 7 cây trong cái ô này thì các bạn chia ra cho 8. Các bạn lấy cái lọt lọng này, có nghĩa là ví dụ như là thả 7 cây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây. Thì các bạn lấy 7 nhân cho 4. 7, 31, 74, 28. Thì các bạn đo lọt lòng từ này qua này là 1 mét. Trừ cho 28 phân. 28 phân là cái khoảng cách của mấy của là cái cây bảng 24 phân 4 phân nè. Là các bạn trừ ra 28 phân. Rồi xong các bạn lấy 1 mét trừ ra cho 1 mét trừ cho 28 phân. Đúng không? Thì nó sẽ còn lại là 72 phân. Thì các bạn lấy 72 phân đó các bạn chia cho 8. Đó, thì các bạn lấy 72 phân đó các bạn chia cho 8 thì nó sẽ ra là khoảng cách là 9 phân. Đó, nó sẽ ra là 9 phân. Thì các bạn thấy cái 9 phân đó đã được chưa? Nếu mà chưa được thì các bạn cảm thấy là nó hơi dày á, cái ô này nó hơi dày á, thì các bạn bỏ bớt một cây. Thì các bạn cứ lấy 1 mét đó, các bạn trừ cho cái số cây của các bạn bao nhiêu thì trừ ra. Rồi còn nhiêu các bạn chia. Đó, ví dụ như ở đây mình nói ví dụ 1 mét mà mình thả là 7 cây thì chia ra cho 8 ô. 1 2 3 4 5 6 7 8 nè. Đó. Tại sao chia 8 là khi mà các bạn thả 7 cây thì nó sẽ ra 8 ô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè. Đó. Thì các bạn đo lọt lòng trừ cho cái số cây này là nó bao nhiêu. Sau đó các bạn chia ra. Ví dụ như các bạn thả 7 cây thì các bạn chia cho 8. Các bạn thả 8 cây thì chia cho 9. Các bạn thả 9 cây thì chia cho 10. Hoặc là ví dụ như các bạn thả 5 cây thì các bạn chia cho 6. Đó vậy đó. Là nó sẽ ra cái cỡ để mà các bạn cắt, các bạn thả. Đó nha. Đó là ở video này là mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó, để các bạn biết là cái cách hình thức mà để mà lên cái khung lam nó như thế nào, để các bạn biết cái khung này gọi là khung trang trí hình thoi vuông đó.
Thì nãy giờ mình đã nói hết trong cái video những cái gì cần lưu ý, nên các bạn xem là các bạn mới vô nghề, các bạn xem, các bạn để ý các bạn làm nha. Còn các bạn nào đỡ thở thông cảm nha. Mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ kênh để mà nhiều người biết đến kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.